Cặp thi đấu đầu tiên, Cẩm Vũ và Xuân Tùng. That's good. Quá hay luôn. Còn 30 giây nhé. Quá tốt, kỳ học quá tốt. Còn 15 giây nữa. Không sao, không sao. Trích cuối. Đó. Yeah. Hay quá, rất là quyết tâm. Vâng. Cặp thi đấu thứ hai, Hồng Ngọc và Thu Hương. Ngọc đến từ WeCat. Ghê thiệt. Okay, đó. Okay, đó. Em được ạ. Yeah, ok, cảm ơn Ngọc. Cặp thi đấu cuối cùng, Sơn Nguyễn và Liêm Đặng. Quá đẹp. Xuất sắc. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn thể hiện những động tác khó nhất có thể của đội WeCat. Xin mời. Trời ơi, bay qua luôn cái thùng quy. Có vẻ như là độ khó đã được tăng lên khi mà chúng ta nhìn thấy một cái thùng phi. Một động tác thành công của Sơn nhưng nó chưa đạt được độ khó nhất định. Căng. Liên tục là những lượt cố gắng của cả ba thành viên. Wow, chúc mừng Vũ thành công rồi. Quá đẹp. Sơn và Vũ đã thực hiện thành công hai động tác rất là khó và đẹp mắt. Thành công! Đẹp đấy! À. À, Ngọc cũng đã thực hiện được thành công một pha. Ô đẹp nhá, nhưng mà cái trục vẫn chưa dính vào bên trong cái rail. À. Ôi, chuẩn quá. Thành công rồi, chúc mừng Ngọc.
Một tràng pháo tay nữa dành cho cả hai đội rất là cố gắng.